chấn động, cuộc đời kỳ lạ. Tuổi Bính Thìn 1976, từ nay đến 3 năm tới, trời ban lộc vàng, phúc về lộc về, phất lên giàu khỏe vô cùng. Chào mừng quý vị đến với kênh Tử Vi Cổ Nhân và Lời Dạy, nơi lưu giữ và chia sẻ sâu sắc về tử vi, phong thủy. Tại đây, quý vị sẽ khám phá các kiến thức tử vi ứng dụng trong đời sống, giải mã lá số, dự đoán vận mệnh và tìm hiểu cách dung hòa phong thủy để đạt được hạnh phúc và bình an. Vâng, thưa quý vị Bính Thìn thân mến, tạo hóa sinh thời, mỗi người mỗi số phận, nhưng suy cho cùng, số giàu không có nghĩa chắc chắn sẽ giàu. Tiền không từ trên trời mà rơi xuống. Số giàu là thuật ngữ chiêm tinh đại diện cho cơ hội. Người có số giàu lớn thì trên đường đời sẽ có nhiều cơ hội làm giàu lớn, có nhiều con đường để đi, có nhiều quý nhân phù trợ, có nhiều sự giúp đỡ thuận lợi hơn so với người bình thường, nhưng chỉ là cơ hội, tức là phải nắm lấy, nắm được cơ hội thì nắm được số giàu, bỏ qua cơ hội thì sẽ chẳng có gì cả. Vậy nên thái độ đi xem, nghe thầy phán là giàu rồi sau đó há miệng chờ sung, thật nực cười lắm thay, lại nói tương lai của mỗi người là không thể đo lường. Tầm mắt càng cao thì nhìn xa trông rộng, nỗ lực càng nhiều, đường đi được càng dài hơn, tất cả vẫn phải tự mình cố gắng, tự mình phấn đấu. Và trong suốt cuộc hành trình của sự chăm chỉ và vất vả đấy, cơ hội sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, và chỉ cần bạn có thể nắm lấy thì sẽ đạt được số giàu của bản thân. Nhưng nếu không cố gắng, không phấn đấu, không chăm chỉ, cơ hội sẽ chẳng xuất hiện, và đôi khi có xuất hiện thì sự lười biếng hay thái độ há miệng chờ sung cũng sẽ khiến bản thân mình bỏ lỡ mà thôi. Cho nên để mà nói số giàu thì chẳng thà nói số nhiều cơ hội để giàu thì đúng hơn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Tử Vi xin giới thiệu tới quý vị về mật động trời 3 năm tới của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Nếu bản mệnh biết mà nắm bắt kịp thời, cơ hội lần này chắc chắn sẽ biến hung thành cát, giàu sang đổi vận, trả sạch nợ nần. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, mua nhà tậu xe, ai cũng ngưỡng mộ. Vậy chi tiết vận trình của con rác này sẽ diễn biến ra sao? Hãy cùng Tử Vi theo dõi ngay sau đây quý vị nhé! Đặc trưng phân biệt theo can chi, ngũ hành và bản chất tính cách tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Có uy quyền, địa vị, rồng là biểu tượng của sức mạnh thần bí, thiêng liêng và quyền lực. Bởi vậy, những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng địa vị cao sang. Những người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng lẫm liệt. Không chỉ có vậy, rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người. Sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Người ta quan niệm rằng, hình ảnh rồng bay lên trời cao là biểu tượng thịnh vượng, phát triển may mắn. Vì thế mà những người sinh cùng này đều có ý chí, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ. Họ thích chinh phục thử thách và đối mặt với những khó khăn nguy hiểm. Tuổi rồng ngay từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Khi lớn lên cuộc sống đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm để có thể chinh phục được mục tiêu, thử thách. Những người tuổi rồng không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao, để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi rồng như một ngọn lửa rực cháy có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Nếu như bạn có ý định khiêu chiến với một anh chàng tuổi Bính Thìn thì hãy suy nghĩ lại, anh ta sẽ không dễ dàng bị đánh gục trước bất kỳ đối thủ nào. Dù chẳng chịu khuất phục trước bất kỳ ai, nhưng tuổi rồng vẫn luôn tỏ ra lễ phép,
cư xử đúng mực với bề trên. Tuổi Bính Thìn rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp. Không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc, chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bổ bả với những người bạn thân thiết. Đó là đặc điểm, tính cách trong con người họ. Tuổi Bính Thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Bính Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sâu lưng họ bất kỳ lúc nào. Tuổi Bính Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm đang sục sôi trong lòng, không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Bính Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Phụ nữ tuổi Bính Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách ăn mặc, không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Bính Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái chứ không phải những bộ váy sexy. Đàn ông tuổi Bính Thìn có nhiều tham vọng, ước mơ hoài bão lớn và họ sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực để biến những giấc mơ đó thành sự thật. Họ là những người có trái tim bao dung nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thoát khỏi khó khăn. Chàng trai tuổi Bính Thìn sống rất thực tế, có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp với nhiều người xung quanh và đặc biệt là không bao giờ cảm thấy mất niềm tin vào bản thân mình. Ngoài ra, những người này có sở thích tham gia những trò chơi thể thao, rèn luyện thể lực sức khỏe. Tuổi Bính Thìn có xu hướng sống tự do, không thiết lập gia đình. Có nhiều quan niệm cho rằng, tuổi Bính Thìn nếu sinh ra vào những ngày mưa giông gió bão, khi lớn lên cuộc sống sẽ gặp nhiều chông gai, gian khổ. Ngược lại, nếu sinh vào ngày nắng đẹp, gió heo may, cả đời được sống trong sung sướng giàu sang. Người tuổi Bính Thìn dù có vấp phải khó khăn, thất bại thì anh ta cũng sẽ nhanh chóng lấy lại được sự thăng bằng, không để nỗi buồn ngự trị quá lâu trong tâm hồn. Anh ta nhận ra được những thiếu sót, khuyết điểm của mình và rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá sau những lần thất bại. Họ có niềm kiêu hãnh và thích được mọi người sùng bái mình. Từng lời nói, hành động của tuổi Bính Thìn đều chứa đầy sức mạnh và sự uy quyền. Họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu như không ai chịu lắng nghe, làm theo lời khuyên của mình. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Chấn động, cuộc đời kỳ lạ, tuổi Bính Thìn 1976, từ nay đến 3 năm tới, trời ban lộc vàng, phúc về lộc về, phất lên giàu khỏe vô cùng. Tiếp theo là tổng quan cuộc đời tuổi Bính Thìn. Sinh năm 1976, người tuổi Bính Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, tuổi Thìn có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi Thìn dễ dàng hiểu thấu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác, từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Tuổi Bính Thìn 1976, ít khi buồn phiền, lo lắng vì từ nhỏ đã được sống trong sự sung sướng và đầy đủ. Cuộc sống của họ luôn tươi đẹp, không thiếu thốn. Tổng quan tử vi Bính Thìn 1976, xem tử vi thấy rằng tuổi Bính Thìn là những người thông minh tài trí, phóng khoáng và thích tự do.
Cuộc sống dưới con mắt của họ lúc nào cũng tươi đẹp và ngập tràn màu sắc. Rất ít khi tuổi Bính Thìn buồn phiền, lo âu hay thiếu thốn, bởi từ thuở nhỏ họ đã có cuộc sống sung sướng, đầy đủ. Khi trưởng thành, Bính Thìn dành nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân và phát triển sự nghiệp. Họ biết cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, không bao giờ có thái độ chán nản bất cần. Đa số những người tuổi này đều gặp nhiều may mắn, dù không có cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng cũng không phải chịu cảnh vất vả thiếu thốn. Là người có tấm lòng nhân hậu bao dung, bởi vậy, Bính Thìn được nhiều người yêu quý và được hưởng tuổi thọ cao, từ 80 đến 95 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người, cuộc đời tuổi Thìn sẽ gặp thêm nhiều may mắn, thuận lợi. Đường tình duyên Bính Thìn 1976. Tình duyên của tuổi Bính Thìn thường đến muộn và có phần kém may mắn hơn so với sự nghiệp, một phần do họ quá kén chọn, chưa thực sự sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ gắn bó lâu dài, có lối sống rất phóng khoáng. Cuộc sống tự do độc lập vẫn được tuổi Bính Thìn ưu tiên lên hàng đầu. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch. Nếu muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực, những người sinh tháng này cần phải học cách lắng nghe, quan tâm và thấu hiểu người khác. Hơn nữa, những lúc xảy ra mâu thuẫn không nên nóng nảy, mất bình tĩnh, nói nặng lời làm tổn thương đối phương. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 4, 8 và 12 âm lịch, cuộc sống hôn nhân hòa thuận hạnh phúc, nhưng cũng khó tránh khỏi mâu thuẫn, cãi vã xảy ra. Tuy nhiên, mối quan hệ này sẽ nhanh chóng gắn bó, hòa hợp trở lại. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 6, 7 và 11 âm lịch, thuận vợ thuận chồng, đời sống tình cảm phong phú, gia đình hòa thuận yên ổn. Tuổi Bính Thìn sinh vào những tháng kể trên sẽ may mắn kết duyên được với người phụ nữ tốt bụng, tháo vát, giỏi việc nước đảm việc nhà. Gia đạo và sự nghiệp. Tuổi Bính Thìn thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, nhưng trong cuộc đời có ít cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Ban đầu công việc còn nhiều khó khăn trắc trở, phải tự mình giải quyết, nhưng càng về sau sự nghiệp càng thăng tiến. Từ 30 tuổi trở đi, Bính Thìn gặp được nhiều may mắn hơn, những khó khăn trong công việc đã được khắc phục. Đây là thời kỳ thích hợp để mở rộng quy mô làm ăn, tạo nên tên tuổi cho bản thân mình, gia đạo nhìn chung yên ổn êm ấm, không gặp phải điều xui rủi. Tuy nhiên, cũng có những giai đoạn gia đình gặp nhiều khó khăn, căng thẳng, gây mất hòa khí với người thân. Xem tuổi làm ăn, tuổi vợ chồng, tuổi hợp làm ăn, tuổi Bính Thìn là những người năng động, sáng tạo trong công việc, họ ham học hỏi và có thể thu thập thông tin, kiến thức cho mình ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên, những người này lại thiếu đi yếu tố quan trọng để chạm đến thành công, đó là sự kiên trì. Bởi vậy, tuổi Bính Thìn nên hợp tác làm ăn với tuổi Mậu Ngọ, Đinh Tỵ, Quý Hợi. Điều đó sẽ giúp họ có thêm kinh nghiệm, rèn luyện lòng kiên trì, bền bỉ của mình. Lựa chọn vợ chồng, lựa chọn tuổi để kết duyên vợ chồng sẽ giúp cuộc sống gia đình của người tuổi Bính Thìn thêm hòa hợp, thuận lợi hơn. Kết hôn với người tuổi Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Ất Mão, Tân Dậu, Quý Hợi, vợ chồng một lòng hướng về nhau, chung sống thủy chung nghĩa, tình gia đình êm ấm hòa thuận, con cái ngoan ngoãn nghe lời, lễ phép với ông bà cha mẹ. Nếu kết hôn với những người tuổi trên, Bính Thìn sẽ có cuộc sống sung sướng, cả đời không lo thiếu thốn. Kết hôn với những người tuổi Giáp Dần, Đinh Mão, Mậu Thân, Canh Thân, đời sống tình cảm vợ chồng phong phú, yêu thương thấu hiểu nhau. Tuy nhiên, đôi lúc do bất đồng quan điểm dẫn tới mâu thuẫn. Trong trường hợp này, tuổi Bính Thìn cần phải biết nhường nhịn, lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn nữa với người bạn đời của mình. Kết hôn với những người tuổi Nhâm Tuất, Bính Thìn. Nếu thực sự nghiêm túc trong tình yêu, Bính Thìn có thể kết duyên với những tuổi trên. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ thực sự bền bỉ, lâu dài nếu hai bên đều biết cách nhường nhịn, một lòng hướng về nhau. Kết duyên vợ chồng, xây dựng hạnh phúc riêng là việc quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Bởi vậy,
Trước khi tiến hành tổ chức hôn lễ, người ta thường lựa chọn ngày lành tháng tốt, đặc biệt là tuổi kết hôn đẹp. Trong cuộc đời tuổi Bính Thìn sẽ kém may mắn ở độ tuổi 18, 21, 24, 33, 36, không thích hợp để tiến hành chuyện ăn hỏi, cưới xin. Những người tuổi này nếu sinh vào tháng 1, 2, 4, 8 và 9, 12 âm lịch, có số đào hoa, phải trải qua nhiều cuộc tình mới có thể tìm kiếm cho mình một người bạn đời phù hợp. Duyên phận không phải ai cũng có thể may mắn đến được với nhau. Bởi vậy, Bính Thìn cần phải biết trân trọng, gìn giữ tình yêu của mình mới có thể hạnh phúc. Tuổi đại kỵ, hai tuổi được gọi là đại kỵ của nhau khi kết hợp không mang lại hiệu quả, may mắn, thậm chí còn mang lại nhiều xui xẻo, rủi ro. Dù trên phương diện hợp tác làm ăn hay kết duyên vợ chồng, tuổi Bính Thìn nên tránh những tuổi xung khắc để có được mối quan hệ hòa hợp lâu dài hơn. Những tuổi đại kỵ với Bính Thìn là Tân Mùi, Kỷ Mùi, Quý Sửu, Ất Sửu. Năm khó khăn nhất, trong cuộc đời mỗi người ai cũng sẽ có những năm tháng gặp nhiều khó khăn, gian nan thử thách. Thế nhưng thái độ đối mặt của từng người lại khác nhau. Có người tự tin dũng cảm, có người lo sợ bối rối. Tuổi Bính Thìn sẽ gặp khó khăn nhất vào những năm 29, 31, 43, 47 và 53 tuổi. Trong thời gian ấy, bạn cần phải làm ăn cẩn thận, chắc chắn, không nên chủ quan bất kỳ điều gì. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Khi bắt đầu những công việc quan trọng, mọi người thường chọn ngày lành tháng tốt để xuất phát, tiến hành công việc vào giờ chẵn. Tháng chẵn sẽ giúp tuổi Bính Thìn tăng thêm may mắn cho mình, làm ăn từ đó thuận lợi phát triển hơn. Vận mệnh tuổi Bính Thìn theo từng tháng sinh, sinh tháng Giêng, thông minh, tài trí hơn người, từ khi còn trẻ đã nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn lao. Tuy nhiên, thời cơ không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu sự nghiệp, nếu muốn thành công phải cần đến sự trợ giúp của người thân. Sinh tháng 2, trong cuộc đời gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ, giúp đỡ những lúc khó khăn, nếu biết nắm bắt thời cơ sẽ đạt được nhiều thành công. Xây dựng sự nghiệp vững chắc, có địa vị khiến nhiều người nể phục. Sinh tháng 3, thông minh sắc sảo, tài năng xuất chúng, có ý chí quyết tâm xây dựng sự nghiệp lớn. Người này sớm hay muộn cũng sẽ đạt được thành công như ý muốn. Càng về già cuộc sống càng ổn định sung sướng. Sinh tháng 4, bao dung nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ hy sinh vì người khác. Tài lộc thịnh vượng, tự thân lập nghiệp, được nhiều người yêu quý giúp đỡ. Sinh tháng 5, tính tình thẳng thắn thật thà, được mọi người yêu quý, tài trí hơn người, sẽ đạt được thành công và địa vị uy quyền trong xã hội. Sinh tháng 6, muốn thành công thì cần phải biết kiên trì nhẫn lại, chờ đợi thời cơ thích hợp. Không nên nóng nảy, vội vàng mà dẫn đến sai lầm, ban đầu khởi nghiệp sẽ có nhiều khó khăn trắc trở, nhưng càng về sau công việc sẽ càng ổn định thăng tiến. Sinh tháng 7, người sinh tháng 7, hễ làm việc gì là thành công mỹ mãn. Sự nghiệp thăng tiến, đi lên như diều gặp gió, nếu tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật chắc chắn sẽ có tiếng danh vang dội. Sinh tháng 8, tốt bụng nhiệt tình, đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, có khả năng giao tiếp tốt, phù hợp tham gia vào những công việc tập thể, xã hội, đường tình duyên gặp nhiều may mắn thuận lợi, gia đình vui vẻ hạnh phúc. Sinh tháng 9, bao dung độ lượng, luôn tìm cách giúp đỡ kẻ yếu, trong cuộc sống gặp nhiều may mắn, khó khăn được quý nhân giúp đỡ đạt được thành công, xây dựng được sự nghiệp vững chắc. Sinh tháng 10, có ý chí nhưng không kiên trì, hễ gặp khó khăn là chán nản bỏ cuộc, sống an phận cuộc đời tầm thường bình yên. Sinh tháng 11, có nhiều ước mơ hoài bão nhưng không có khả năng phân tích, tính toán, giải quyết khó khăn. Muốn thành công được cần phải biết rút ra bài học đúc kết kinh nghiệm sau những lần thất bại. Sinh tháng 12, ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả, nhưng nếu kiên trì nhẫn nại, khó khăn trước mắt sẽ vượt qua. Tương hợp và xung khắc giữa tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 và các tuổi khác, tuổi Bính Thìn và tuổi Tý,
Có thể nói rằng sự kết hợp của Bính Thìn và Tý là rất hoàn hảo. Dù là trên phương diện tình bạn hay tình yêu, những nét tương đồng về sở thích, tính cách là nền tảng cho hai tuổi này bắt đầu một mối quan hệ đẹp, vững chắc. Nếu kết duyên, Bính Thìn và Tý sẽ trở thành một cặp uyên ương trai tài gái sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ ghen tị. Rồng sẽ luôn tìm cách che chở và mang lại cho chuột một cuộc sống sung sướng an nhàn. Ngược lại, chuột sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc, chia sẻ và giúp đỡ rồng trong cuộc sống. Đôi khi mối quan hệ giữa hai tuổi này cũng xảy ra những mâu thuẫn. Tuy nhiên, họ không bao giờ giận dỗi được quá lâu. Nếu Bính Thìn gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào trong công việc, Tý sẽ luôn là người bên cạnh giúp đỡ. Họ làm việc với nhau rất ăn ý, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, sự mạo hiểm của Bính Thìn đôi khi khiến tuổi Tý không hài lòng. Tuổi Bính Thìn và tuổi Sửu, nhìn thoáng qua, chúng ta sẽ thấy tuổi Bính Thìn và tuổi Sửu có nhiều nét tính cách trái ngược nhau. Thìn thích giao tiếp, tự tin thể hiện tài năng của mình trước đám đông. Còn Trâu lại thích một không gian yên tĩnh ít người. Tuy nhiên, hai tuổi này sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung khi hợp tác làm ăn. Tuổi Sửu cẩn thận chắc chắn, còn tuổi Bính Thìn quyết đoán và thông minh. Họ bù trừ cho những thiếu sót của nhau và cùng chung tay hướng tới một mục tiêu lý tưởng. Bính Thìn và Sửu khi hợp tác làm ăn sẽ đem lại hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công. Họ đều là những người sống khá thực tế. Vì vậy, khi trở thành một đôi uyên ương, Bính Thìn và Sửu ít khi bày tỏ tình cảm một cách lãng mạn ngọt ngào. Tuy nhiên, họ cũng không hề khô khan nhàm chán. Hai tuổi này yêu một cách chân thành và mãnh liệt. Tuổi Bính Thìn và tuổi Dần. Ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên, Bính Thìn và Dần đã cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn mạnh mẽ của đối phương trên phương diện tình yêu. Đây là sự kết hợp của cặp đôi khá ăn ý, hòa hợp. Bính Thìn và Dần có nhiều điểm chung trong tính cách và sở thích. Họ có thể quấn quýt với nhau cả ngày không rời. Khi kết hôn, họ sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hòa thuận, hạnh phúc, yêu thương lẫn nhau. Nhưng ngược lại, trên phương diện làm ăn, mối quan hệ của hai người này dễ bị rạn nứt, đổ vỡ bởi Dần luôn muốn giành quyền lực, địa vị về tay mình. Còn Bính Thìn lại không bao giờ chấp nhận là người đứng thứ hai, họ dễ xảy ra mâu thuẫn. Bất đồng trong quan điểm, không ai chịu nhường ai. Tuổi Bính Thìn và tuổi Mão. Tuổi Mão và tuổi Bính Thìn có sự đối lập hoàn toàn về tính cách, sở thích. Nhưng may mắn sự đối lập này lại là nền tảng để gắn kết mối quan hệ. Họ giúp nhau khắc phục những thiếu sót để hoàn thiện, phát triển bản thân hơn. Bính Thìn sẽ luôn tin tưởng vào sự trung thành, chân thật của Mão. Tình cảm khác giới của Bính Thìn và Mão nhanh chóng tiến triển thuận lợi và trở thành một cặp trai tài gái sắc. Mèo đoan trang dịu dàng, ân cần chăm sóc cuộc sống của rồng. Ngược lại, rồng luôn giang tay che chở, bảo vệ mèo khỏi những nguy hiểm, khó khăn. Mối quan hệ này ngày càng trở nên gắn bó khăng khít. Họ sẽ không thể thiếu nhau trong cuộc đời. Sẽ mang lại hiệu quả cao nếu như Bính Thìn và Mão hợp tác làm ăn với nhau. Họ có nhiều ý kiến sáng tạo khác biệt, nhưng cùng có chung mục tiêu, lý tưởng phấn đấu. Bính Thìn sẽ là trợ thủ giúp Mão xây dựng một sự nghiệp vững chắc vẻ vang. Tuổi Bính Thìn và tuổi Tỵ. Nếu biết nhường nhịn, lắng nghe, thấu hiểu, mối quan hệ của Bính Thìn và Tỵ sẽ trở nên gắn bó lâu dài hơn. Cùng xuất hiện trước đám đông, Tỵ luôn ngưỡng mộ sự tự tin, khéo léo trong giao tiếp của Bính Thìn. Họ dễ dàng tìm thấy điểm chung trong tính cách, sở thích của nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ có phát triển và trở nên thân thiết được hay không còn dựa vào sự thấu hiểu, nhường nhịn từ hai bên. Trong tình yêu, Tỵ luôn là nguồn động lực giúp Bính Thìn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Họ thường dành cho nhau những khoảng thời gian để hẹn hò, đi du lịch xa, khám phá nhiều điều mới mẻ, vun đắp tình cảm đôi bên. Thỉnh thoảng mối quan hệ này cũng xảy ra nhiều bất đồng. Thế nhưng, tình yêu và sự thấu hiểu nhau sẽ giúp họ vượt qua tất cả. Tỵ sẽ là người mang lại may mắn, thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn,
trở thành đối tác làm ăn, họ dễ dàng phối hợp ăn ý và đạt hiệu quả cao. Hơn nữa, mối quan hệ đồng nghiệp này sẽ càng trở nên sâu sắc gắn bó bởi giữa họ có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tuổi Bính Thìn và tuổi Ngọ. Bính Thìn và Ngọ đều là những người có tính cách hướng ngoại, cởi mở, thân thiện và thích giao tiếp. Họ sẽ phá tung không gian yên tĩnh xung quanh bằng những tiếng cười nói vui vẻ. Dù trên phương diện nào, mối quan hệ của Bính Thìn và Ngọ cũng khá lý tưởng. Tình cảm bạn bè khác giới giữa Bính Thìn và Ngọ rất dễ phát triển thành một tình yêu đích thực, bởi họ luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau, gắn bó không thể tách rời. Hai tuổi này có nhiều điểm chung trong tính cách và sở thích. Họ sẽ cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị và đặc biệt là kề vai sát cánh với nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Hai tuổi này cũng có thể hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh. Với đầu óc tính toán nhạy bén, chính xác của Bính Thìn và con mắt nhìn xa trông rộng của Ngọ, sự kết hợp này sẽ giúp họ không ngừng phát triển, gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Bính Thìn và tuổi Mùi. Nếu Bính Thìn và Mùi nghiêm túc trong chuyện tình yêu, hai tuổi này có thể trở thành một cặp khá ăn ý, hòa hợp với nhau. Tuy nhiên, giữa họ có nhiều điểm tính cách trái ngược, mâu thuẫn với nhau. Mùi thích tự do, độc lập sẽ không bao giờ chịu nghe theo sự kiểm soát của tuổi Bính Thìn. Khi kết hôn, Mùi sẽ là người chăm lo cho gia đình, là cánh tay phải đắc lực giúp Bính Thìn vượt qua mọi khó khăn trong công việc. Bính Thìn mạnh mẽ sẽ luôn bảo vệ Mùi trước những khó khăn, nguy hiểm. Họ cùng nhau cố gắng để xây dựng một tương lai tươi đẹp phía trước. Trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Bính Thìn và tuổi Mùi sẽ hỗ trợ lẫn nhau, đem lại hiệu quả cao. Thìn luôn đưa ra những sáng kiến mới mẻ, độc đáo, còn Mùi sẽ luôn là người biến những ý tưởng ấy thành hiện thực. Tuổi Bính Thìn và tuổi Thân. Bính Thìn và Thân có khá nhiều điểm chung trong tính cách, sở thích. Tuy nhiên, do tính cách quá mạnh mẽ mà hai tuổi này thường có những mâu thuẫn, không ai chịu thua, nhường nhịn ai. Khi kết hôn, cả hai tuổi này đều thích tự do, có tính cách hướng ngoại. Họ dành nhiều khoảng thời gian riêng cho bạn bè, đồng nghiệp, ít chăm lo cho gia đình. Nếu như có xảy ra mâu thuẫn, rất khó để khiến họ làm lành lại với nhau, bởi tuổi Bính Thìn và Thân đều có cái tôi rất cao, hai tuổi này sẽ hòa hợp hơn trên phương diện làm ăn. Họ sẽ dễ dàng trở thành những đối tác tin cậy, trung thành, giúp đỡ nhau trong công việc. Cặp đôi này khéo léo trong cách giải quyết những khó khăn thử thách, bởi Bính Thìn và Thân đều ưa mạo hiểm. Những kế hoạch cụ thể và phán đoán chính xác là điểm mạnh mà hai tuổi này cần phát huy. Tuổi Bính Thìn và tuổi Dậu. Khi yêu, Bính Thìn và Dậu không quá phô trương, lãng mạn, nhưng họ rất tâm huyết với mối tình của mình. Họ biết cách quan tâm lẫn nhau. Đặc biệt tình cảm ngọt ngào của Bính Thìn luôn khiến Dậu cảm thấy tin tưởng hạnh phúc. Dậu sẽ luôn là người lo cho gia đình. Ngôi nhà của họ giúp Bính Thìn yên tâm hơn khi làm việc. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, Bính Thìn và Dậu phối hợp rất ăn ý và đạt được hiệu quả cao. Bính Thìn sẽ luôn là người tiên phong, giải quyết công việc, còn Dậu sẽ chịu trách nhiệm cai quản về kinh tế, tiền bạc. Mối quan hệ của hai tuổi này ngày càng sâu sắc, gắn bó dựa trên sự tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau. Tuổi Bính Thìn và tuổi Tuất. Bính Thìn và Tuất không những có nhiều điểm trái ngược nhau về tính cách, mà còn có cái tôi khá cao. Họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bất đồng, dù là những chuyện vô cùng nhỏ. Trên con đường xây dựng tình yêu, Bính Thìn và Tuất gặp khá nhiều trở ngại, thậm chí họ có thể rời xa nhau bất cứ lúc nào. Bính Thìn mạnh mẽ, thẳng thắn, vì vậy đôi lúc làm cho Tuất tổn thương bởi những lời trách móc vô tình. Mối quan hệ này thực sự chưa tìm được sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Nếu như cả hai bên không nhẫn nhịn thì sẽ rất dễ dẫn đến tan vỡ. Tuất và Bính Thìn sẽ kết hợp hoàn hảo hơn trên phương diện hợp tác làm ăn. Bính Thìn mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng rất cần đến sự trung thành, giúp đỡ của người tuổi Tuất. Họ hăng say làm việc chăm chỉ và cần cù, là động lực của nhau trong những lúc khó khăn.
Đôi lúc sự mạo hiểm của Bính Thìn khiến cho Tuất cảm thấy không an toàn, sợ hãi. Tuổi Bính Thìn và tuổi Hợi, dù trên phương diện tình bạn hay tình yêu, Bính Thìn và Hợi đều trở thành một cặp đôi tuyệt vời. Lý tưởng, Thìn dễ dàng bị thu hút trước vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang của Hợi. Họ dễ dàng tìm được tiếng nói chung ngay từ những lần gặp đầu tiên. Họ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình. Nhờ có vậy mà Bính Thìn hoàn toàn có thể tận tâm vào sự nghiệp của mình. Sau khi kết hôn, hai tuổi này vẫn duy trì và tạo cho nhau nhiều khoảnh khắc lãng mạn đáng nhớ. Cuộc tình của họ luôn khiến mọi người lãng mạn, ngưỡng mộ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, Hợi sẽ trở thành nguồn cảm hứng thúc giục Bính Thìn tự tin tiến lên phía trước phát triển sự nghiệp của mình. Tuy không thông minh sắc sảo, nhưng khi Bính Thìn gặp khó khăn, Hợi đều sẵn sàng NG giúp đỡ nhiệt tình. Thìn rất mạnh mẽ trước những khó khăn thử thách, nhưng không phải lúc nào cũng có những phán đoán chính xác, nhanh chóng. Bởi vậy, sự có mặt của Hợi là rất cần thiết. Hai tuổi này dễ dàng phối hợp hiệu quả với nhau và gặt hái được nhiều thành công. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng tử vi cổ nhân và lời dạy. Trong hành trình khám phá những điều thú vị về vận mệnh và cuộc sống, nếu thấy video hữu ích, đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Tạm biệt và xin chào!